Hạt cát tuy nhỏ bé nhưng nó có linh hồn. Mỗi hạt cát chở theo vô vàn ký ức và bao nhiêu câu chuyện về sự dần xoay của nắng và gió. Mày hại tao hả? Mày giết luôn ba, giết luôn mẹ, giết luôn con. Em phải suy nghĩ thật kỹ khi chọn anh là chồng. Em bằng mọi giá sẽ có được anh. Tôi sẵn sàng sống hết mình cho tình yêu của mình cho đến khi tôi nằm trong quan tài. Đấu tranh cát mà tâm động thì làm sao mà làm tốt được. Đồng tiền đã biến mẹ thành một con người độc ác. Nó không bất hiếu, muốn lục lọi tờ giấy chứng minh ba. Tại sao tất cả là lỗi tại má? Tại sao mẹ giết tôi là gì? Vì lỡ mẹ không chết thì sao nè? Không chết thì mình chết đó. Mày là ai? Tại sao con tôi là như vậy chứ? Trời ơi! Nghệ nhân tranh cát chỉ có mỗi đôi bàn tay là quý giá nhất mà bây giờ lại như vậy. Em đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chị tin là chắc chắn em sẽ thực hiện được bức tranh này. Màu cát, màu của tình yêu. Cô nghĩ như cô với tư cách gì mà nuôi? Mẹ sinh ra con sao mẹ không có nuôi con? Mẹ bỏ con, mẹ đi đâu? Mẹ gì con? Anh Phong. Mẹ gì? Mẹ gì? Anh là ai? Tao hỏi mày, con nhỏ nó ở đâu? Công nhận đẹp quá anh ha. Không phải nơi nào cũng có cảnh đẹp như quê mình. Bí mật tốt nhất trong đời là không có bí mật nào. Con đường an toàn nhất chính là không làm gì trái với lương tâm. Anh kêu tôi ra đây vì chuyện này đó hả? Nhưng tại sao kêu tôi ra đây chỉ cho coi hình xăm? Tao không muốn bỏ sót bất cứ một tình tiết nào. Nói như vậy anh không tin tôi à? Anh nghĩ tôi chính là người gây ra những chuyện ngày xưa phải không? Tao mà biết rõ đứa nào làm việc này, tao sẽ ném xác cả nhà nó xuống biển. Tôi biết, nhưng thật ra chuyện này khó nha. Xảy ra lâu quá rồi. Khó không có nghĩa là không làm được. Con người chứ không phải là hạt cát đâu. Phải đào sới tất cả lên cho tao. Bây giờ đã có manh mối là có người xâm ở mu bàn tay giống như mày đã giết vợ con của tao. Bằng mọi giá tao sẽ moi gan đổ ra. Nên cho ông ấy biết ý chính là con bé đó hay không? Không được, không được. Nói ra thân thế của con bé chẳng khác nào mình tự nhận mình là hung thủ của năm đó. Bà Lan, bà bị nghi ngờ rồi. Không chừng bà sẽ khai ra mình. Ai chứ bà ta chắc chắn sẽ trở mặt phản mình. Chỉ có cách ông chết thì mọi chuyện này mới êm xuôi. Thank you.
Alo, có chuyện gì sao? Sao bà biết có chuyện gì? Tôi linh cảm. Nè, tôi báo cho bà biết, ông Bảy đang ở bầu đá, chỗ gần đá ngày xưa mà Thùy Trang chết. Sao? Sao ông tới đó? Tôi cũng không biết. Ông biết một cái chuyện gì đó liên quan tới Thùy Trang. Cái gì? Có người nói cho ông biết sao? Đúng vậy. Được rồi, cứ theo dõi ông ta tiếp cho tôi. Sau bao nhiêu năm yên ắng, bây giờ lại dậy sóng. Không, là do mày đã cướp chồng tao, mày đáng chết. Giờ mày trỗi dậy trong giấc mơ, mày muốn gì hả? Tôi thấy họ giằng co nhau, nhưng mà cô ấy không có chống cự được. Tôi xin lỗi, tôi đã che giấu thân phận của mình và liên lụy đến mẹ con em. Con ơi, tha lỗi cho ba. Con về trước nha. Giờ ở nhà mình không có ai trông, rồi còn cả chuyện công ty nữa. Ừ. Anh Phong, có về nhờ anh chăm sóc cho Yến giùm tôi. Ừ. Con cứ về đi, ở đây có mẹ với Phong chăm em được rồi. Dạ. Phương yên tâm đi. Có phải em mới vừa cử động không?
Bác sĩ, bác sĩ ơi. Chuyện gì vậy con? Bác sĩ, bác sĩ. Chúc mừng bác và anh, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Thật vậy hả? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, xin chúc mừng. Ôi trời ơi, tạ ơn trời Phật. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng mọi cách. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Con ơi, con tỉnh lại rồi. Người đàn ông đã ép mẹ con Thùy Trang vào đường cùng, rốt cuộc là ai? Tại sao lại giết mẹ con cô ấy? Cô ấy có thù oán với ai chứ? Dự án Lộc Phát sẽ bị dừng vì bị thanh tra nơi. Em nghe anh Bảy ơi, anh đã nhận được tin nhắn chưa? Tôi nhận được rồi. Nhanh chóng đốt hết các giấy tờ photo giả mạo đi. Còn một bộ hồ sơ gốc của Lộc Phát, tìm một chỗ nào đó thật kín, giấu ngay, mau lên. Em sẽ làm ngay, em sẽ làm ngay. Dạ. Trời, bộ lúc này homestay đông khách lắm hay sao? Nhìn cái mặt mày có vẻ mệt mỏi quá vậy. Có đông gì đâu mẹ, tại vì con buồn ngủ mà ngủ không được nên mệt thôi. Sao ngủ không được? Thì mệt ngủ không được chứ có gì đâu mẹ. Ủa, ông đi đâu mà gấp quá vậy? Ăn cơm đã. Tôi đi có việc gấp, chắc về trễ. Bà đừng có đợi mất công. Nhưng mà có chuyện gì gấp quá vậy? Cuối tuần này á, thanh tra tỉnh vô làm việc. Dự án Lộc Phát á, có nguy cơ sẽ bị ngưng vĩnh viễn. Hả? Ông, ông nói cái gì? Sao lại dừng chứ? Dĩ nhiên là phải có lý do rồi. Tôi đang chờ người giúp, xem có được không nè. Ông, ông đi lo đi ha. Ráng lo cho em nha ông. Ráng lo nha ông. Mẹ,
Thanh tra là sao? Mà tại sao phải thanh tra à mẹ? Trời ơi, làm sao mà mẹ biết được? Đừng có hỏi nữa, mẹ nhức đầu quá rồi. Thiệt tình à, hết chuyện này đến chuyện kia chuyện nọ. Bà Linh, bà mau giải thích chuyện này đi. Giải quyết chuyện này với tôi. Bây giờ tiền bạc của tụi tôi bà tính sao đây? Bà coi mà lo giải quyết trả hết tiền cho tụi tôi. Nếu không tụi tôi không để yên cho bà đâu. Nè, mấy chị bình tĩnh đi. Tự nhiên kéo vô đây la lối ông sùm vậy. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Ngay từ đầu là mình đã thỏa thuận với nhau rồi mà. Sao bây giờ tự nhiên muốn rút là rút vậy? Thỏa thuận là sao? Bây giờ chúng tôi cần rút tiền thì chúng tôi rút. Tôi không đầu tư nữa. Công ty của bà là công ty lừa đảo. Lừa đảo cái gì? Trời đất ơi, ngay từ đầu là mấy người đã đồng ý ký vô cái bản hợp đồng rồi. Mấy chị cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ muốn lật kèo hả? Ai lật kèo bà? Tụi tôi cần tiền, tụi tôi muốn lấy lại thôi. Nè, hợp đồng nè. Bây giờ tụi tôi muốn rút tiền. Trời ơi, tự nhiên đến đây muốn rút là rút à? Thôi thôi thôi, không có nói nhiều nữa. Đưa tiền cho tụi tôi đi. Tôi không có tiền để mà trả cho mấy người. Công ty Lộc Phát của chị là công ty lừa đảo. Chúng tôi không đầu tư nữa. Lừa đảo cái gì? Đây nè, hợp đồng ràng ràng đây nè. Lừa đảo cái gì? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Trời ơi, đồ con điên. Nè, chị nói ai điên? Hả? Mấy bà mới là điên đó. Về nhà tưởng yên. Ai về như điên vậy đó. Việc này chắc tôi giúp chú không được. Anh hai cố gắng giúp em. Mọi việc ổn thỏa, em sẽ không quên ơn anh hai đâu. Trước mắt á, là em có chút quà xin được gửi anh hai. Đây là quyết định của bộ rồi. Do có đơn tố cáo của dân, làm sao mà tôi can thiệp được. Làm ác mà có đơn tố cáo của dân thì thua rồi, chết là cái chắc. Bây giờ chú á, về mà lo giải trình đi. Còn tôi á thì bỏ tài. Vô. Ăn đi. Đây anh gấp cho. Mà nè, sao chị con Yến em không nghe anh nói gì hết trơn vậy? Anh làm việc gì cũng có kế hoạch của anh. Bây giờ anh vô bệnh viện, em có đi thăm con Yến chung với anh không? Ừ, đi luôn nha, đi. Trời ơi, anh không thấy em đang bực mình còn chọc em nữa hả? Em làm cái gì mà quạo dữ vậy? Vui vẻ không quạo hả? Nè, thôi mà, đừng quạo nữa nha. Rồi. Nè, ngủ với anh đi. Ăn đi. Ăn đi em. Dạo này em dùng thuốc hơi nhiều đó nghe. Em muốn an toàn và lâu dài thì phải biết kiểm soát nó. Em dùng vừa vừa phải thôi. Thuốc khó kiếm chứ đâu có dễ đâu. Rồi rồi em biết rồi, anh nói hoài à. Bây giờ anh đi vô bệnh viện coi con nhỏ Yến sống chết thế nào đi. Nè, anh nói nghiêm túc đây. Em phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Ném đá thì phải giấu tay. Thủ đoạn rất hay, nhưng phải giả vờ là người bị hại, biết chưa? Rồi rồi rồi, ok ok ok, em biết rồi. Anh là số 1 mà em sẽ nghe lời anh hết, được chưa, được chưa, được chưa? Mà nè, chuyện con Yến á, anh phải giải quyết cho em đó nghe chưa? Chứ để em nói hoài à. Ok ok, em biết rồi. Rồi, vô cái đi. Vô. Thôi, anh đi nha. Ở nhà đợi anh về nghe. Đi đi.
Yến, em mau tỉnh lại đi. Mọi người ai cũng nhớ em hết đó. Mau tỉnh dậy đi em. Em tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi thăm vườn thanh long của anh. Dạo rồi nó ra trái nhiều lắm. Yến à, mau tỉnh lại đi con. Các em ở máy ấm đang chờ con về đó. Mau tỉnh lại, theo mấy năm đi về máy ấm nghe con. À, chào anh, mời vô. Tôi tới thăm Yến, tôi có chút quà gửi cho Yến. Cảm ơn anh. Đưa cho má. Má để bên đó giùm con. Mời anh ngồi. Hả? Cảm ơn anh. Cô Yến sao rồi anh? Bác sĩ nói cô ấy có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng cần phải theo dõi thêm, vì cần phải phẫu thuật nhiều lần nữa. Chuyện Yến bị tai nạn tôi rất hiểu và thông cảm, nhưng mà bên đối tác thực sự không hài lòng, cho dù tôi đã đưa ra lý do không may của Yến. Nè, anh coi đi. Bộ họ không thể thông cảm hả? Cái họ lo nhất bây giờ vẫn là kế hoạch dự án. Nếu dự án thương mại của họ đổ dở thì các hợp đồng với các nhà tài trợ dự án chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nếu trễ tiến độ sẽ bị phạt gấp đôi hợp đồng. Trời đất, định gấp đôi? Định gấp đôi tiền đâu phạt? Tiền mổ thì mới lo xong, rồi còn tiền viện phí, tiền hậu phẫu thì đang lo. Tính mạng của con Yến bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà họ còn không thông cảm được sao? Nếu chỉ là hợp tác với con thôi thì dễ quá rồi, con thông cảm được hết. Nhưng lần này khách hàng ở nước ngoài, cho nên con cũng khó xử lắm. Chắc là tôi xin phép. Dạ, con xin phép đi trước. Tôi đi nghe. Chào anh. Tiền mổ thì mới lo xong, rồi còn tiền viện phí, tiền hậu phẫu thì đang lo. Tính mạng của con Yến bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Ông Dũng hả mẹ? Alo, có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này vậy? Tôi muốn tạm ứng trước một ít tiền. Nhiêu? 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Lấy ở đâu ra? Tôi biết bà lo được mà. Nửa tỷ mà cậu kêu là tạm ứng hả? Được rồi, muốn nhanh có tiền đúng không? Lo cái vụ tôi với ông Bảy nhanh đi là có tiền liền à. Mẹ, mấy cái chuyện ly dị này đâu có nhanh được. Ít nhất là vài tháng, một năm, thậm chí là nhiều năm. Nếu như phía ông Bảy Hộ có lằng nhằng chuyện chia tài sản với mẹ,
Mẹ biết chứ. Nhưng mà nếu có tiền, mình cũng có thể rút ngắn được. Mẹ chỉ sợ là tụi hồ ly sẽ không để yên mạng sống của mẹ con mình cho đến khi mình lấy được tiền của ông Bảy đây nè. Trời, ai mà bấm chuông như khủng bố vậy? Ra coi thử đi. Gửi đồ trước cửa nhà mình nè, mà con nhìn không thấy ai hết, cũng không thấy ghi tên người gửi nữa. Giờ sao mẹ? Con vừa lấy cái kéo đi, mở ra. Dạ. Con mở nha. Khoan đã. Sao vậy mẹ? Có khi nào là bom thư không? Trời ơi mẹ, mẹ làm con hết hồn. Chứ tự nhiên sao gửi quà cho mình vậy? Mà con nghĩ nếu như có người muốn hãm hại mình thì không cần phải bày mấy cái trò này đâu mẹ. Thôi con mở ra con thử đi. Mẹ! Con ơi! Có chuyện gì vậy mẹ? Con ơi! Tụi nó muốn giết mẹ! Ai muốn giết mẹ? Tụi nó uy hiếp mẹ đó! Đúng rồi đó anh! Tụi nó uy hiếp em với mẹ nè! Mà mẹ với lại Julia làm gì để người ta uy hiếp hoài vậy hả? Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! Mẹ! Mẹ nói cho con biết để con tính được cho mẹ nữa chứ! Sao? Mẹ! Tụi nó làm gì mẹ? Mẹ! Mẹ với Julia có thù oán với tụi hồ ly ở bên Hồng Kông trước khi về nước. Tụi nó muốn uy hiếp mẹ là tại vì mẹ vô tình biết được một vài chuyện bí mật làm ăn của họ thôi. Sợ. Tưởng chuyện gì? Mấy cái này ba cũng hay làm, với lại mấy con nợ dai dẳng của ba. Tụi hồ ly đúng là trò của nít mà. Không phải đâu con ơi, tụi nó không có giống ba của con đâu. Tụi nó nói là tụi nó sẽ làm đó. Tụi nó cảnh cáo mẹ nè. Con à, cứu mẹ đi con. Đúng rồi đó anh. Thôi được rồi, hai người bình tĩnh đi. Từ từ con tính. Bây giờ con lên lầu có chuyện gấp. Gì vậy em? Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, em vô đi. Em ngồi đi. Có chuyện gì vậy em? Em muốn cảm ơn anh vì anh đã lo cho em với mẹ. Em cứ sợ anh biết chuyện rồi sẽ giận em với mẹ rồi bỏ mặt. Chuyện nhỏ thôi mà, đây là chuyện anh nên làm. À, mấy hôm nay công ty vắng chị Phương như vậy, anh có cần em hỗ trợ gì không? Anh không có thiếu người làm, mà anh chỉ thiếu tiền thôi. Em có không? Tiền mà ai không thiếu anh. Thật sự là bây giờ ba anh cũng đang khó khăn, cho nên
ba cũng không gom tiền cho anh nữa. Một số dự án mà anh trót đầu tư vừa rồi, hiện tại không thể dừng được. Vậy còn ngân hàng thì sao anh? Bây giờ nhiều nợ xấu quá, cho nên họ siết chặt cho vay. Họ chỉ cho vay thế chấp khi mà dự án thật sự khả thi thôi. Hay là anh mượn nhà của chị Phương thế chấp đi. Em nói gì kỳ vậy? Mặt mũi nào anh đi mượn nhà của Phương thế chấp? Thôi, anh không muốn phiền người ta vậy đâu. Với lại giữa anh và Phương đang có chuyện không vui. Với lại Phương đang lo cho em gái đang nằm viện, và mẹ Phương cũng đang bệnh nặng nữa. Thì anh chỉ mượn tạm thôi, đằng nào thì cũng sắp làm người một nhà rồi. Bộ anh không định lấy Phương làm vợ sao? Thôi, em xin phép em về phòng nghỉ ngơi nha. Tính ra Julia nói cũng có lý hả? Em đã giận anh nữa hả? Thật ra em cũng không còn là con nít nữa, mà không thể nhận ra anh có còn quan tâm tới em nữa hay không. Trong tình yêu, tình cảm con người một khi đang sâu đậm rồi đột nhiên mất đi, anh biết không, cái loại cảm giác đó nó đau đớn đến tận xương tủy. Em đã cố gắng suy nghĩ về bản tính con người thật của anh. Em có thể sửa đổi vì anh, vì đôi ta. Nhưng mà sự quan tâm và lo lắng của anh cho tới bây giờ, thật sự thì em không còn niềm tin nữa rồi. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Giờ này anh thấy em tiều tụy hốc hác quá. Chắc là em lo cho Yến lắm đúng không? Bây giờ Yến sao rồi em? Tình hình thì mọi thứ cũng tiến triển hơn rồi. Nhưng mà con bé vẫn phải phẫu thuật thêm một lần nữa anh à. Đây, em cầm đỡ đi. Anh phụ chút tiền, anh phụ em lo cho Yến. Sắp tới anh phải đi công tác mấy ngày, cho nên anh không qua thăm Yến được. Anh đi đâu? Anh đi công tác à? Tôi nghe nè. Tôi biết rồi, tôi đang ráng đây. Tất nhiên là tôi đang kiếm tiền xoay sở để lo cho mọi người nè. Tôi biết rồi. Vậy nha. Anh, có chuyện gì vậy? Anh đang cần tiền đầu tư cho dự án. Bây giờ mà dừng lại coi như là mất cả chị lẫn chài. Ba anh đâu? Sao ba anh không hỗ trợ cho anh? Tình hình ba của anh giờ này cũng đang khó khăn, cho nên anh không dám hỏi. Tại anh thấy ba cũng đang căng lắm.
Em thì cũng mới chi nhiều tiền sau cuộc phẫu thuật cho Yến anh, nên cũng không còn tiền. Em có tiền thật, nhưng mà em lại dồn hết tất cả vào xây dựng Thịnh Phát rồi. Lúc mà công ty sáp nhập á anh, bây giờ tiền của em coi như là nằm hết ở trong xưởng mất rồi, không giúp được gì cho anh. Phương à, em có thể cho anh mượn sổ hồng nhà của em đi cầm để cho anh vay được không? À, việc này chắc là em phải suy nghĩ cái đã. Không sao, anh hiểu mà. Để có gì anh sẽ sợ chỗ khác cũng được. Em lo làm đi, anh đi lo việc nha. Anh à, tối nay em sẽ đem sổ hồng qua cho anh. Hả? Giấy tờ nhà mẹ đã ủy quyền hết cho em rồi. Phương, em nói thiệt hả? Ừ. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Thế sao rồi? Em có nghe nói gì không? Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy hồi phục rất tốt. Với tiến độ này cô ấy sẽ mau tỉnh lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác mừng quá con ơi. Nghe bác sĩ nói vậy, bác cũng yên tâm phần nào. Mong là Yến nó sẽ sớm khỏe mạnh trở lại. Lè Phong, cố gắng xin cảnh sát giao thông tất cả các biên bản cũng như hình ảnh của vụ tai nạn, để sau này có thể làm bằng chứng để gửi cho công ty Trung Kiên. Dạ, con cảm ơn bác. Ông trời sẽ không phụ người hiền đâu, bác tin là như vậy. Con cố gắng chăm sóc Yến cho thật tốt nha, còn bà An thì để bác lo. Dạ. Nghe nè ông chủ, có gì không? Hàng quá sao hả? Cẩn thận nha. Ông cứ yên tâm đi, thằng này làm ăn rất là đàng hoàng. Ông chỉ cần báo ngày giờ địa điểm rõ ràng, còn mọi chuyện cứ để tôi lo. Ok? Ok mày nhớ nha mày. Cảnh cáo chết đó nha, số hàng lần này lớn lắm đó. Ông cứ yên tâm đi, ma không biết quỷ không hay. Không làm như tôi làm lần đầu vậy hả? Tôi đã chọn chỗ này rồi hả?
là chỗ này rất là ổn, ông có hiểu không? Hả? Mày nói nhiều quá đi, giang hồ không nên nói nhiều. Nói nhiều bước không qua đâu, tao căn dặn vậy thôi. Tôi biết rồi, vậy nghe. Không an toàn đâu á mẹ, hay là mình dọn tới nhà ông Bảy mình ở đi mẹ. Phải rồi, qua nhà ông Bảy, ở đó không có bảo vệ cả trong lẫn ngoài, còn bộ sẽ an toàn hơn đó. Nhưng mà như vậy cũng bất lợi hơn cho công việc của mình. Rồi bây giờ phải làm sao đây ta? Nhưng ông Bảy đã nghi ngờ chuyện xưa mình chủ mua sai thằng Dũng giết hai mẹ con Thùy Trang. Ở gần thế nào ông cũng nghi thêm nhiều thứ, không thể ở đó được. Mẹ, giờ sao đây mẹ? Mẹ nghe con nói gì không? Mẹ nghe, nhưng mà mẹ đang suy nghĩ. Trời ơi, bây giờ suy nghĩ gì nữa? Đằng nào bây giờ cũng phải chờ thời gian ly dị thôi. Bây giờ con sẽ qua ở đó với mẹ. Bằng mọi giá phải rút ngắn thời gian ly dị. Chứ cái tình hình này, coi bộ tụi họ Ly nó muốn bắt mình về, muốn xử mình luôn rồi đó. Mẹ, con có ý này. Hay bây giờ mình giết con? Mẹ thấy vậy được không? Con nói cũng có lý, nhưng mà để mẹ suy nghĩ thêm. Ông Bảy không có đơn giản đâu. Mình phải có kế hoạch chu toàn, nếu không là mất mạng như chơi đó. Dạ. À mẹ, con Phương nó qua ngồi với anh Thịnh ngoài sân, không biết có chuyện gì. Con muốn biết có chuyện gì thì dễ thôi mà. Quá sổ một gì. Ok. Đúng rồi đó, em cũng đang định nói với anh như vậy. Cái gì? Chị muốn giết đại ca? Bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Bây giờ nếu không giết ông ấy thì tôi và cậu sẽ chết. Tôi đã nói là tôi không chấp nhận bất kỳ một kế hoạch marketing nào của cô ở trong cái thời điểm này rồi mà. Tại sao cô còn cứ cố tình câu kéo anh Thịnh vậy? Hay là cô có ý đồ gì? Em đang làm cái trò gì vậy hả?